xin chào tất cả các bạn trong video sẽ giới thiệu về template engine Thymeleaf được sử dụng ở trong Spring Boot. Nội dung của bài học sẽ tìm hiểu về Spring Boot, View Resolver, giới thiệu về Thymeleaf, tìm hiểu về standard expressions ở trong Thymeleaf, Thymeleaf attributes tức là các thuộc tính của Thymeleaf time lift UDD tức là các cái tiện ích của time trước hết để có thể hiểu rõ được vai trò của time ở trong một cái dự án spring boot như thế nào thì chúng ta sẽ xem xét các quá trình xử lý của spring mvc đầu tiên là client gửi yêu cầu tới dispatcher servlet dispatcher servlet sẽ chuyển tới handler mapping Handler Mapping sẽ tìm kiếm các thông tin và ánh xạ với controller được tìm thấy, thực hiện action và sau đó trả về cho dispatcher servlet. Tiếp tục, dispatcher servlet sẽ gửi thông tin tới view resolver sẽ tìm kiếm thông tin chi tiết của các cái view ở trong view engine và sẽ trả thông tin về dispatcher servlet và các cái phần xử lý view sẽ được chuyển sang view engine thì viên sinh có thể sử dụng Time FreeMarker, Free, Maker, Mustard, Rovi. Thì đây là các cái view engine phổ biến hiện nay được cấu hình cho Spring Boot. Sau khi xử lý các cái thông tin ở trong view engine sẽ trả kết quả dưới dạng HTML về và phản hồi về cho phía web browser. Thế tiếp theo chúng ta sẽ xem xét giới thiệu về Timelift. Thì Timelift là một Timelift Engine hay là cái động cơ mẫu cho phép là chạy ở phía server để có khả năng là xử lý để tạo ra cái kết quả đó là HTML, HTML, CSS, JavaScript hay là test bình thường. Timelift sẽ dựa vào HTML, CSS vân vân để bổ sung các cái quy luật cần thiết để tạo ra các template hoàn thiện với các cái dữ liệu động được truyền vào. ưu điểm của template là đơn giản, dễ quản lý, bảo trì, thu hẹp khoảng cách giữa designer và developer. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu xem xét nhanh với các cái cấu hình của template ở trong dự án Spring Boot sẽ đặt các cái nội dung của Timelift vào ở trong thư mục đó là Template Template và định nghĩa controller thì trong controller tạo ra action sử dụng Model để thiết lập thuộc tính message và trả về cái tên của view ở đây thì chúng ta xác định phần đầu tiên home là tên của thư mục và index là tên của file index.html ở trong nội dung của file index.html sẽ định nghĩa phần namespace sử dụng ts tức là tên của namespace và giá trị của namespace là sẽ trả về địa chỉ của timelib.org sử dụng ts và truy cập tới thuộc tính test cho phép là hiển thị nội dung của message được thiết lập ở trong action và chúng ta sử dụng cú pháp mở ngoặc và đóng ngoặc xác định tên của thuộc tính dùng để hiển thị xem xét chi tiết về cấu trúc và cú pháp của timelapse xác định phần khai báo namespace cho timelapse ở trong thẻ html sẽ phải khai báo namespace và giá trị của namespace sẽ trỏ tới timelapse.org để có thể hiển thị nội dung của một cái thuộc tính thì sử dụng ts test ts là phần khai báo namespace và test là tên của cái thuộc tính của timedev và mở ngoặt thì trong này thì chúng ta sẽ xác định đó là đô la mở ngoặt và đóng ngoặt sau đó thì xác định tên của cái thuộc tính thì tên thuộc tính được thiết lập ở trong action và tương tự như thuộc tính test thì chúng ta có thể dùng cái cú pháp là mở hai dấu ngoặc vuông và xác định đô la mở ngoặc tên của cái thuộc tính được thiết lập ở trong action đóng ngoặc và hai dấu ngoặc vuông như thế này thì cái kết quả hiển thị sẽ giúp cho chúng ta có thể hiển thị ra được cái nội dung của message được thiết lập. Tiếp theo là cú pháp ts test và xác định cái nội dung của văn bản thì trong này chúng ta sử dụng là thuộc tính ts và hiển thị giá trị của message thì giá trị của message sẽ được lấy và đưa vào cái vị trí này và tương tự như vậy thì chúng ta có thể dùng là mở hoặc vuông mở hoặc tròn đóng hoặc tròn và đóng hoặc vuông sử dụng dấu đô la mở ngoặc và nội dung của message sau đó đóng ngoặc thì cái kết quả hiển thị sẽ hiển thị ra được cái nội dung mã html và cho phép là hiển thị được với cái định dạng html ở trên, trên diệt. Ở trong phần demo sẽ demo cách là tạo ra dự án stream boot và sử dụng timelapse làm timelapse engine. Chơi chương trình stream thương và kích vào file chọn New và lựa chọn String Starter Project. Ở đây thì chúng ta đặt tên cho dự án đó là Hello. Ở đây thì có thể là sử dụng là Time là Live Intro. Và trong cái nội dung Group bên dưới thì đặt là Edu. Poly và phần artifact thì sẽ đặt đó là Time Leap Intro. Ở trong nội dung của package đặt là edu.poly. Intro. Và các cái nội dung này thì các bạn lưu ý một số các cái thông tin trong group là đặt edu.poly artifact đặt là time leap intro và phần package đặt là edu.poly.intro. Lựa chọn ngôn ngữ thực hiện đó là Java và phiên bản của Java thì tùy theo máy của các bạn có thể lựa chọn các phiên bản cài đặt CDK cho phù hợp với máy của các bạn và kiểu quản lý của dự án đó là Maven, Project nhấn Net để tiếp tục và trong phần này thì chúng ta sẽ lựa chọn String, Boot, DevTools các bạn có thể lựa chọn thêm lombok và tiếp theo thì chúng ta có thể là chọn template engines. Chọn template. Và ngoài ra thì có thể lựa chọn các cái thành phần khác liên quan tới cái yêu cầu mà thực hiện của chúng ta. Thì trong phần này thì chúng ta cần phải lựa chọn thêm một cái thành phần nữa đó là đây thì có thể là mở rộng ra và lựa chọn đó là web và lựa chọn Spring Web và như vậy thì các cái uh, dependency phụ thuộc cho dự án thì chúng ta cần lựa chọn đó là Spring Boot Dev Tools để có thể là quản lý và khi có những cái thay đổi nào xảy ra thì dự án sẽ được là khởi động lại tức là server khởi động lại và Lombok, Thymeleaf là template Engine và Spring Web là hỗ trợ cho chúng ta tạo ra uh, ứng dụng web ở trong Spring Boot và giúp là tạo ra các cái thành phần như là controller, uh, model và tích hợp cái time vào. nhấn net, nhấn finish để tạo ra dự án. và dự án đã được tạo thành công thì các bạn có thể kích vào ở trong này tuy nhiên là cần phải chờ đợi cho Maven đồng bộ các cái thành phần để có thể là hiển thị đúng cái cấu trúc mà chúng ta làm việc với dự án với các dự án Maven thì lần đầu tiên các bạn chạy sẽ tải về các thư viện và các cái thành phần cần thiết cũng như là tạo ra các cái thành phần cần thiết cho ở các cái dự án thì cái công việc này sẽ do Marvin thực hiện và chúng ta cần phải chờ đợi để tải xong các thư viện cũng như là đồng bộ và thực hiện một số các công việc cần thiết của Marvin thì chúng ta mới có thể làm việc được với dự án. Dự án đã được đồng bộ thành công kích vào trong Java và kích vào trong package và các bạn lưu ý là chúng ta tạo ra package thì phải tạo từ package gốc và ở đây là chọn new package chấm gõ vào controller nhấn finish để tạo ra package mới kích phải chọn new và chọn java class đặt tên đó là hello controller để tạo ra cái controller cho dự án tiếp đến sẽ kích vào ở trong một resources và kích vào templates, kích phải chọn new và lựa chọn Other. ở trong này thì chúng ta có thể là chọn một cái file đó là file hoặc là các bạn có thể là cài thêm một plugin um, của eclipse để cho phép là làm việc với các cái file HTML ở trong cái phần này thì trong cái nội dung này thì chúng ta có thể là nhấn net và đặt tên đó là hello.html. Nhấn finish để tạo ra file. Và để có thể là tạo ra cái mã nhanh chóng của hello.html thì chúng ta nhấn dấu chấm than và control a thì đây là cái cú pháp của image và các bạn có thể là tham khảo cái nội dung hướng dẫn để tích hợp imac vào trong ứng dụng eclipse và cho phép là chúng ta tràn nhanh và thao tác nhanh với các cái cú pháp của html, css vân vân ở trong cái điểm rất là quan trọng là cần phải khai báo namespace cho thẻ html trỏ tới timelapse thì ở đây thì chúng ta sẽ có là sml namespace ts và xác định đó là đây là www time org và cái phần khai báo này rất là quan trọng để giúp cho template sinh có thể nhận tiếp nhận và xử lý cũng như là tham khảo tham chiếu tới các cái thuộc tính được sử dụng ở trong trang hello.html. Và như vậy thì chúng ta đã thực hiện là cấu hình các ký nội dung và trong phần này thì đã tạo ra controller và tạo ra hello.html thì đây là file mà khai báo namespace trỏ tới timelapse và các bạn lưu ý phần này rất là quan trọng mở nội dung của hello controller và thêm vào các cái khai báo đầu tiên là sẽ sử dụng annotation controller để đánh dấu hello controller là một cái controller tiếp theo là sẽ khai báo string đây là hello và trong cái tham số truyền vào thì chúng ta sử dụng modo khai báo modo map và xác định đó là tham số modo và tiếp tục là khai báo mapping sử dụng đó là hello ở đây thì có thể là bỏ dấu xịt à, tiếp đến thì return hello chấm phẩy và trong cái nội dung trước khi thực hiện là return thì chúng ta cần phải thiết lập một số các cái giá trị cho thuộc tính đó là message và giá trị này là sử dụng thẻ h3 và hello time live và thẻ đóng của h3 Và như vậy thì chúng ta đã tạo ra cái action và trong action sẽ trả về hello hello này là tên của view mà được đặt ở trong thư mục templates của uh, template, uh, của cái uh, dự án và cái phao hello sẽ được tìm kiếm và bổ sung thêm cái phần uh, hậu tố đó là .html dữ liệu được truyền vào cho hello.html đó là nội dung message và chúng ta sẽ hiển thị cái thông tin của message ở trong hello.html ở đây thì các bạn cũng lưu ý là cần thêm vào annotation controller cho class hello controller mở hello.html và viết các nội dung hiển thị đầu tiên là chúng ta có thể là sử dụng các thẻ script để hiển thị thông tin và nhấn control a để tràn vào các thẻ dip và sử dụng các thuộc tính ts test ở đây thì dấu hai nháy và xác định là dollar message và tương tự như vậy thì có thể là sử dụng thuộc tính chúng ta có thể là ts u test và bằng tiếp đến là hiển thị giá trị của message và để có thể là hiển thị thông tin theo cái dạng thức là dấu hai dấu mở hoặc vuông và tiếp đến là xác định đô la message như thế này thì đối với là time -lip thì cũng cung cấp một cái cú pháp nữa đó là mở hoặc vuông sau đó là mở hoặc tròn và dấu đô la message thì hiển thị các cái giá trị của message cho chúng ta và để có thể là kiểm tra cái nội dung là hiển thị cái thông tin của message ở trong hello html như thế nào thì chúng ta có thể là bắt đầu chạy dự án và kiểm tra cái kết quả thực hiện ở trên trình duyệt Ở trong cửa sổ Push Start Port thì kích vào tên của dự án, kích phải chọn Start để bắt đầu thực hiện dự án. Và khi dự án đã thực hiện thành công thì chúng ta có thể kích phải và chọn Open Web Browser. Kết quả thực hiện ở trên trình duyệt sẽ hiển thị ra trang label Aerobase và ở đây thì chúng ta cần phải cung cấp mapping để truy cập từ action và gõ vào hello nhấn enter thì lúc này chúng ta có thể thấy được là cái kết quả ở dòng đầu tiên là hiển thị nguyên cái nội dung của message với cái thẻ h3 h3 như thế này và dòng thứ hai thì hiển thị đó là hello time left với cái dòng in đậm và tiếp tục là dòng h3 h3 và hello time left để có thể thấy được cái nội dung được phản hồi về cho phía trình duyệt thì chúng ta kích phải và chọn View by Source và đây là cái kết quả phản hồi từ phía trình duyệt. À, kết quả phản hồi cho trình duyệt thì dòng đầu tiên là sử dụng các cái kỹ thuật HTML Entity tức là chuyển các cái dấu lớn hơn và nhỏ hơn thành là các cái Entity ở đây thì dấu và lesson và chấm phẩy thì đây là cú pháp của HTML. HTML entity và ở đây chúng ta sẽ thấy được là các cái phần chuyển đấu này và chuyển đấu ở trong dòng thứ hai thì giữ nguyên cái nội dung của message ở dòng thứ ba thì cũng tương tự với cái dòng này và ở dòng thứ tư thì cũng tương tự với cái dòng thứ hai tức là giữ nguyên các cái nội dung của message và thẻ h3 thì vẫn giữ nguyên và lúc hiển thị ở trên trình duyệt thì chúng ta sẽ thấy được là cái nội dung hello time sẽ được in lớn và in đậm. Để có thể hiểu rõ hơn cái cơ chế hoạt động như thế nào thì chúng ta sẽ phân tích ở đây thì người dùng gõ vào cái địa chỉ truy cập đó là hello thì hello đã được ánh xạ ở trong cái phần khai báo là get mapping của action và lúc này thì phương thức Hello sẽ được thực hiện và trả về cái nội dung đó là Hello. Thì Hello ở đây sẽ được ánh xạ là tìm kiếm cái thông tin của cái file nào có cái nội dung đó là Hello.html. Và nếu là tìm thấy ở trong cái thư mục Templates thì sẽ trả về cái nội dung cho View Engine. Và Engine sẽ xử lý cái thông tin của Hello.html. Ở trong nội dung của Hello.html thì trước hết sẽ hiển thị cái thông điệp hiển thị message và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là hiển thị message và cái nội dung của test là hiển thị message và đưa cái phần hiển thị này vào tuy nhiên là sẽ chuyển đổi các cái ký tự đặc biệt của html thành là các cái html entity tức là thay thế ví dụ như là dấu nhỏ hơn thì thay bằng là dấu và lesson và chấm phẩy tức là LT chấm phẩy và tương tự như vậy dấu lớn hơn sẽ thay bằng đó là dấu và và greater than chấm phẩy với U test thì chúng ta có thể là sử dụng theo dạng thức là nội dung của message như thế nào thì sẽ để nguyên cái nội dung này và chúng ta thể thấy được là cái thẻ H3 vẫn là giữ nguyên và cái kết quả hiển thị sẽ cho phép làm hiển thị dòng Hello Time được in đậm và in lớn như thế này. Tiếp theo thì cái dòng thứ tư thì cũng tương tự với cái cách thức hiển thị ở bên trên. Thay vì sử dụng thuộc tính là U-Test thì chúng ta có thể là sử dụng mở hoặc vuông và mở hoặc tròn. Sau đó là lấy cái giá trị của cái thuộc tính Message và đưa vào sau đó và đóng hoặc tròn và đóng hoặc vuông. Ở cái dòng thứ 3 thì tương tự dòng đầu tiên là có thể hiển thị thay vì thuộc tính test thì chúng ta sẽ mở hai dấu hoặc vuông và đóng hai dấu hoặc vuông. Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung hướng dẫn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các văn tiếp theo để giúp cho kênh ngày càng phát triển cũng như cung cấp các kiến thức hữu ích cho tất cả các bạn thì rất mong nhận được like, subscribe và share của tất cả các bạn. Xin cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và theo dõi của tất cả các bạn.